Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nga mất thêm một trực thăng chiến đấu KR-52 Alligator. Một chiếc trực thăng tấn công của Nga đã bị mất và phi công đã tử nạn khi chi phí mua trang thiết bị của mặc tư khoa kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine vẫn tiếp tục tăng cao. Nguồn tin Nga liên quan đến hàng không quân sự Nga báo cáo về vụ mất AK-52. Cả hai phi công lái máy bay đã tử nạn. Tài khoản X ủng hộ Ukraine Special Carson Cat đăng bên cạnh hình ảnh trực thăng Kamo KA-52 Alligator. Bài viết trích dẫn kênh Telegram của blogger hàng không người Nga Fighter Bomber, người cho rằng một phi công đã chết, một phi công khác mặc dù bị rớt từ trên cao xuống vẫn còn sống. Thông điệp của blogger quân sự Nga này có nội dung: trái đất và bầu trời cho các phi công. Chúc sớm bình phục, chúng ta sẽ sống mãi. Tài khoản ủng hộ Ukraine Stungna cũng chia sẻ về điều này. Người đã sử dụng một thuật ngữ miệt thị đối với quân đội Nga trong bài đăng có nội dung: tin tốt, có vẻ như trực thăng KA-52 của Russia bị trừ điểm. Phương tiện truyền thông Nga, các phi công của chiếc máy bay cũng đã bị loại khỏi vòng chiến. Tài khoản tình báo nguồn mở X Ocean Warfare cũng đưa tin về vụ máy bay bị bắn rơi rằng một thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, trong khi người còn lại bị thương. Theo Air Force Technology, KA-52 là trực thăng có khả năng cơ động cao, có thể tấn công nhân sự và phá hủy các mục tiêu mặt đất cũng như xe tăng, mục tiêu tốc độ thấp và trên không. Nó cũng được sử dụng để giám sát và chỉ huy trên không. Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo vụ mất trực thăng gần đây nhất của Nga xảy ra vào ngày 11 tháng 10, nâng tổng số máy bay bị mất của mặc tư khoa kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 329. Tính đến thứ Sáu, trang web giám sát Oryx sử dụng video và hình ảnh tĩnh làm bằng chứng cho biết Nga đã mất tổng cộng 146 trực thăng trong cuộc chiến. Trong số đó, 61 chiếc là KA-52 theo thống kê của họ, mà họ cho rằng có khả năng là một con số ước tính thấp hơn thực tế. Theo phân tích số liệu của Oryx do hãng tin độc lập Echenvo của Nga thực hiện, tổn thất thiết bị của Nga đã tăng mạnh kể từ mùa hè với 434 thiết bị bị mất vào tháng 8 và 695 thiết bị vào tháng 10. Nguồn tin này cho biết các thiết bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị lực lượng Ukraine thu giữ bao gồm 253 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe tăng, 41 xe thiết giáp chở quân, 4 máy bay, 2 máy bay tấn công Su-25 và 2 chiến đấu cơ Su-34 và 1 trực thăng Mi-28. Guardian, sự thất vọng gia tăng ở Ukraine vì Anh cung cấp hỏa tiễn chậm trễ. Theo các quan chức Ukraine, mối quan hệ giữa Anh và Ukraine đã xấu đi kể từ khi đảng lao động lên nắm quyền vào tháng 7. Tờ Guardian đưa tin vào ngày 8 tháng 11. Kyiv bày tỏ sự thất vọng trước sự miễn cưỡng của Thủ tướng Keir Starmer trong việc cung cấp thêm hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow, một quan chức cao cấp tuyên bố. Vì ông ta đến đây với tư cách là khách du lịch là vô nghĩa, trừ khi Starmer cam kết hỗ trợ quân sự nhiều hơn. Hỏa tiễn Storm Shadow có tầm bắn lên tới 250 cây số hoặc 150 dặm và đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, một vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine đã bị Nga sáp nhập bất hợp pháp. Các quan chức Ukraine cũng lưu ý rằng Starmer đã hoãn một số chuyến thăm đã lên kế hoạch. Điều này khiến họ thêm thất vọng. Một số nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại về những thay đổi tiềm tàng trong sự ủng hộ của Hoa Kỳ sau chiến thắng bầu cử gần đây của ông Donald Trump khi quân đội Nga tiến vào miền đông Ukraine và Điện Cẩm Linh tăng cường các cuộc bắn phá bằng hỏa tiễn. Trong khi Starmer bảo đảm với Tổng thống Zelensky về sự ủng hộ vững chắc của Anh tại Budapest vào ngày 7 tháng 11, không có tiến triển cụ thể nào về nguồn cung cấp hỏa tiễn được thực hiện. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Budapest sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị Âu Châu lần thứ 5. Việc Starmer bổ nhiệm cựu cố vấn an ninh quốc gia Jonathan Powell càng làm dấy lên thêm lo ngại ở Kyiv. Một số người suy đoán rằng
Điều này có thể báo hiệu áp lực gia tăng, buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Điện Cẩm Linh cho biết Putin có thể hội đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức. Điện Cẩm Linh cho biết cuộc trao đổi giữa Vladimir Putin và ông Donald Trump có thể diễn ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho rằng có thể có sự tiếp xúc trước ngày 20 tháng Giêng năm 2025 khi ông Trump nhậm chức. Việc Putin trao đổi với Tổng thống đắc cử Donald Trump trước lễ nhậm chức không bị loại trừ, Peskov cho biết, theo hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa bao giờ từ chối nói chuyện với bất kỳ ai và nói chuyện luôn tốt hơn là cô lập nhau. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quan chức Nga có vẻ thận trọng chào đón việc cựu Tổng thống Trump tái đắc cử, khi Peskov phát biểu hôm thứ Tư rằng ông không biết khi nào Putin sẽ chính thức chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump vì ông đang lãnh đạo một quốc gia thù địch. Theo hãng truyền thông độc lập Veska của Nga, Putin chỉ chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump một cách không chính thức thông qua những người quen biết. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev là một trong những người đầu tiên trong nhóm của Putin bình luận trên Telegram rằng một nhiệm kỳ Tổng thống của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có ích cho Nga vì ông này không muốn chi trả viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói thêm rằng mặc dù Tổng thống đắc cử Donald Trump bướng bỉnh nhưng hệ thống lại mạnh hơn. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine chỉ trong một ngày, cho thấy mối quan hệ của ông với cả Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể dẫn đến một thỏa thuận. Brian Taylor, giáo sư khoa học chính trị tại Trường Công dân và quan hệ công chúng Maxwell thuộc Đại học Syracuse nói với Newsweek rằng Putin sẽ vui mừng nhưng vẫn cảnh giác về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Putin biết rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump chưa bao giờ nói một lời nào không hay về ông ấy và muốn đạt được thỏa thuận với ông ấy, bao gồm cả về vấn đề Ukraine, ông nói. Nhưng Putin cũng sẽ cảnh giác vì Tổng thống đắc cử Donald Trump là người khó đoán và quan hệ Mỹ-Nga không được cải thiện trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Putin giải thích lý do tại sao ông ta không gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Chủ mafia Vladimir Putin đã ám chỉ rằng ông không gọi điện cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vì ông đang đợi ông Trump đưa ra động thái này trước. Putin cho biết như trên tại câu lạc bộ thảo luận Valdai. Putin được hỏi ông sẽ làm gì nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump gọi điện cho ông và nói Vladimir, chúng ta hãy gặp nhau. Putin trả lời, tôi không nghĩ là không phù hợp khi tôi gọi điện cho ông ấy, nhưng tôi không làm như vậy vì các nhà lãnh đạo phương Tây thường gọi cho tôi gần như hàng tuần, rồi đột nhiên dừng lại. Vâng, nếu họ không muốn thì cũng không sao cả. Nếu bất kỳ ai trong số họ muốn tái lập liên lạc, tôi luôn nói, chúng tôi không phản đối điều đó. Xin hãy làm ơn, chúng tôi sẵn sàng nối lại liên lạc và tham gia thảo luận. Vào ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gọi điện chúc mừng chiến thắng của ông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong những người đầu tiên gọi điện. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của Nga Dmitry Peskov cho biết Putin vẫn chưa có kế hoạch chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử. Lưu ý rằng, nhìn chung, Hoa Kỳ bị coi là một quốc gia không thân thiện đang tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Chủ mafia Vladimir Putin rất coi trọng mặt mũi và thường có các cử chỉ biểu tượng cho thấy mình là nhân vật quan trọng. Tòa Thánh ghi nhận Vladimir Putin có 3 cuộc triệu yết Đức Giáo Hoàng và cả 3 lần ông ta đều cố ý đến trễ. Theo báo cáo, Putin đã có cuộc gặp thứ 3 với Đức Thánh Cha vào ngày 4 tháng 7 và đã đến muộn lần thứ 3 liên tiếp, lần này là 45 phút. Trong cuộc triệu yết đầu tiên vào tháng 11 năm 2013, Putin đã xuất hiện cùng với cha mình và đến muộn 50 phút. Lần thứ hai vào tháng 6 năm 2025, ông ta đến muộn hơn 1 giờ và lần cuối cùng vào ngày 4 tháng 7, 2019, ông ta đến trễ 45 phút. Kuleba,
5 bài học cho người Ukraine từ chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump chứng minh rằng sự kiên trì, tầm nhìn, sự thống nhất và cam kết chiến lược là chìa khóa. Những bài học mà Ukraine phải ghi nhớ khi tiến hành cuộc chiến vì tương lai của chính mình. Đầu tiên, sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, ông Donald Trump đã bị coi là một thất bại chính trị. Nhưng ông không bỏ cuộc. Ông đã đứng dậy, tái tranh cử và giành chiến thắng 4 năm sau đó. Bài học, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả khi mọi người xung quanh bạn nói rằng mục tiêu của bạn đã thất bại và chống lại bạn. Và ngay cả khi bạn bắt đầu nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ thành công. Chiến thắng chủ yếu là kết quả của nỗ lực của chính bạn, không phải của bất kỳ ai khác. Thứ hai, trong khi những người chịu khuất phục trước bong bóng thông tin dễ chịu, vẫn tin rằng tỷ lệ ủng hộ Kamala Harris đang tăng và bà sẽ giành chiến thắng. Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn tập trung vào mục tiêu của mình và ông đã chiến thắng. Bài học, chúng ta phải luôn dành thời gian để bước ra khỏi bong bóng thông tin của chính mình và nhìn nhận mặt khác của thực tế, đặc biệt là trong thời chiến. Nếu không, sau này chúng ta có thể tự hỏi tại sao mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Thứ ba, có những dự đoán rằng cuộc bầu cử này sẽ chia rẽ Hoa Kỳ. Nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump không thắng, ông có thể sẽ không công nhận kết quả, tạo ra nguy cơ chia rẽ nghiêm trọng, có thể làm suy yếu Hoa Kỳ, gây bất lợi cho Ukraine. Nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thắng một cách quyết đoán và sự chia rẽ đã được ngăn chặn. Bài học, chúng ta không thể đùa giỡn với chủ đề gây tranh cãi về sự chia rẽ xã hội ở Ukraine. Đừng đẩy đất nước chúng ta đến bờ vực, tránh lan truyền bình luận gây chia rẽ. Sự thống nhất của Ukraine là nền tảng sức mạnh của chúng ta và do đó là tương lai của chúng ta. Thứ tư, Âu Châu lo sợ chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump và hiện đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng điều này cuối cùng sẽ có lợi cho Âu Châu vì họ sẽ phải tự kiểm soát số phận của mình, một số phận hiện đang được định đoạt ở Ukraine. Bài học, chúng ta phải tăng cường nỗ lực huy động sự ủng hộ cho Ukraine trong Liên minh Âu Châu ở mọi cấp độ và mỗi người chúng ta đều có thể đóng góp cho mục tiêu này. Thứ năm, vào năm 2016, nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu với nỗi lo sợ rằng ông sẽ từ bỏ Ukraine. Trong thời gian tại nhiệm, ông đã đưa ra những tuyên bố khiến người Ukraine thất vọng và gặp Putin. Nhưng ông cũng bán cho Ukraine những vũ khí Mỹ đầu tiên và phản đối dự án Nord Stream 2 của Putin. Bài học, điều này không xảy ra vì tình yêu dành cho Ukraine cũng không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình làm việc phức tạp, nhiều lớp. Chúng ta cũng sẽ cần phải làm việc với Tổng thống đắc cử Donald Trump, nhưng theo cách khác với 4 năm qua. Nhiều quan sát viên cho rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Trump có thể có lợi hơn cho Ukraine thay vì Kamala Harris chiến thắng. Lý do là vì trong vai trò Tổng thống, bà Harris có thể sẽ rất cam go trong việc thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ thông qua các khoản viện trợ như đã xảy ra dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Chính quyền của Tổng thống Trump sẽ là một chính quyền rất mạnh vì cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đều đã rơi vào tay đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump có lẽ cũng không muốn thấy rằng ông vừa mới lên thì Ukraine đã mất vào tay Nga. Cho nên, có nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Hơn thế nữa, số tiền viện trợ trên thực tế không chảy sang Ukraine. Nó vẫn ở trong nước Mỹ, nơi các nhà sản xuất vũ khí cho Ukraine. Cắt viện trợ, hàng loạt nhà máy đóng cửa không phải là cách để cải thiện kinh tế. Kế hoạch Ukraine của Tổng thống Donald Trump đối mặt với thử thách quan trọng. Với việc ông Donald Trump sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm sau, vẫn chưa rõ Tổng thống đắc cử sẽ thực hiện lời hứa chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một ngày như thế nào, cũng như Điện Cẩm Linh sẽ phản ứng ra sao. Một trở ngại ban đầu cho bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào sẽ là sự hiện diện liên tục của Ukraine ở khu vực Kursk của Nga.
nơi nước này sẽ có những bước tiến đáng kể sau khi tiến hành một chiến dịch bất ngờ xuyên biên giới vào tháng 8 năm 2024. Việc giành lại vùng lãnh thổ do Kyiv kiểm soát từ đó đã được coi là ưu tiên hàng đầu của Putin, ngay cả khi thời hạn ban đầu vào tháng 10 để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn vẫn chưa đạt được. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt hơn 2 năm rưỡi chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông được tái đắc cử vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng ông không tiết lộ cách ông hy vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Tôi có một kế hoạch rất chính xác về cách ngăn chặn cuộc xâm lược Ukraine của Nga, Tổng thống đắc cử cho biết vào tháng 9. Tôi không thể đưa cho bạn những kế hoạch đó vì nếu tôi đưa cho bạn những kế hoạch đó, tôi sẽ không thể sử dụng chúng. Nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa tự mình quyết định về một phương án hành động, bao gồm cả cách để khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Putin đàm phán. Tờ Wall Street Journal đưa tin vào hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin từ các đồng minh của vị Tổng thống sắp nhậm chức thứ 47. Một cựu trợ lý Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống đắc cử Donald Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng bất kỳ ai, bất kể cao cấp đến đâu trong nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố có quan điểm khác hoặc có cái nhìn chi tiết hơn về các kế hoạch của ông Trump đối với Ukraine thì đơn giản là không biết mình đang nói gì. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov trả lời Reuters vào tháng 6 rằng Mạc Tư Khoa không biết chúng ta đang nói đến loại kế hoạch nào hoặc những gì được nêu trong đó, ám chỉ đến cách chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump trong tương lai sẽ chấm dứt chiến tranh. Peskov cho biết vào thứ Tư rằng Putin sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng. Nhưng hôm nay chính quyền Hoa Kỳ lại giữ lập trường trái ngược. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng Giêng, Peskov nói với các phóng viên. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ rất tốt của ông với Tổng thống Nga, đồng thời khẳng định ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky. Nhưng Kyiv và nhiều người ủng hộ Ukraine đang rất lo lắng trước kết quả của cuộc bầu cử, lo sợ rằng sự trở lại nắm quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể ảnh hưởng đến lực lượng Ukraine tại thời điểm cuộc chiến đang diễn ra, khi họ đang dần mất đi lợi thế vào tay Nga ở miền Đông. Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào những người ủng hộ mình về nguồn cung cấp quân sự. Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn nói rằng ông ấy có thể giải quyết vấn đề trong một ngày, cựu quan chức NATO Edward Hunter Christie cho biết. Không ai tin điều đó là có thể, đó chỉ là lời nói suông, ông nói với Newsweek. Nhưng có một nỗi lo sợ rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Putin, khiến Ukraine và các đồng minh khác của nước này gặp khó khăn lớn, ông nói thêm. Một phần trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống đắc cử Donald Trump, ngoài việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn, các cố vấn của ông đã đồng loạt khuyến nghị đóng băng chiến tranh. Điều này sẽ ngăn chặn mọi xung đột dọc theo các mặt trận hiện tại và có tác động đáng kể đến cả Nga và Ukraine. Bằng cách đóng băng xung đột, Nga sẽ được phép giữ lại lãnh thổ mà nước này hiện đang chiếm giữ, khoảng 20% Ukraine, và Ukraine sẽ phải từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, một thành phần quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của Zelensky. Nhưng theo logic đó, Ukraine sẽ giữ lại một phần Kursk bằng cách đóng băng xung đột dọc theo ranh giới hiện tại, nơi nước này đã chiếm được khoảng 500 dặm vào tháng 8 trong một cuộc tấn công bất ngờ và đã giao tranh với Nga về lãnh thổ này kể từ đó. Nga đã điều động 50.000 quân tới khu vực này vào đầu tháng 10 và gần đây đã điều động từ 8.000 đến 12.000 quân lính Bắc Hàn tới tiền tuyến. Không rõ liệu Zelensky và Putin có đồng ý với điều này hay không, vì việc nhượng bộ đất đai dường như sẽ làm suy yếu lý do cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Việc ngăn chặn xung đột ở tiền tuyến cũng nằm trong một phần khác trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bao gồm việc tạo ra một khu vực phi quân sự rộng 800 dặm mà cả hai nước phải đồng ý. Nhưng một thành viên trong nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết quân đội Mỹ sẽ không giám sát. Về khu phi quân sự, thành viên nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết chúng tôi có thể đào tạo và đưa ra các hỗ trợ khác nhưng nòng súng sẽ là của Âu Châu. Chúng tôi không gửi đàn ông và phụ nữ Mỹ đến để duy trì hòa bình ở Ukraine. Và chúng tôi không trả tiền cho việc đó. Hãy để người Ba Lan, Đức, Anh và Pháp làm điều đó. Yuri Ubanovich, phó giáo sư danh dự tại khoa chung của Đại học Virginia, gọi Kurz là con bài mặc cả, khi phát biểu với UVA Today và cho biết, với sự xâm nhập của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm như một con bài mặc cả để đổi lấy lãnh thổ. Chúng tôi sẽ trả lại Kurz
và các bạn nên trả lại Crimea và Donetsk cho chúng tôi. Nếu Kyiv thực sự có ý định sử dụng Kursk như một con bài mặc cả, điều đó rõ ràng sẽ làm suy yếu ít nhất một phần kế hoạch hòa bình được cho là của Tổng thống đắc cử Donald Trump, khi cả hai bên đều từng tuyên bố trong quá khứ rằng nhượng bộ lãnh thổ sẽ không được chấp nhận trong các cuộc đàm phán. Nga tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán hòa bình cho đến khi Ukraine rút quân khỏi lãnh thổ hiện do Mặc Tư Khoa kiểm soát, bao gồm Crimea và khu vực Donbass, bao gồm Donetsk và Luhansk, cũng như các vùng đất rộng lớn ở đông nam Ukraine. Nga đã kiểm soát Crimea trong một thập niên, nhưng không thực hiện quyền kiểm soát hoàn toàn đối với bất kỳ khu vực nào mà họ sáp nhập ở lục địa Ukraine. Yêu sách của Mặc Tư Khoa đối với các vùng lãnh thổ này không được quốc tế công nhận rộng rãi. Putin cũng nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga cần phải chấm dứt và Ukraine sẽ phải từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra. Các yêu cầu đã bị Ukraine, Hoa Kỳ và NATO bác bỏ và không rõ làm thế nào một điều kiện như vậy có thể được áp dụng đối với các đồng minh khác của Ukraine, ngay cả khi Tổng thống đắc cử Donald Trump giảm bớt các lệnh trừng phạt. Kyiv kiên quyết rằng họ cần phải gia nhập NATO càng sớm càng tốt. Liên minh này đã nói rằng Ukraine sẽ gia nhập, nhưng điều này khó có thể xảy ra trước khi chiến tranh kết thúc. Chính quyền Belarus tiến hành các cuộc đột kích trên toàn quận trước cuộc bầu cử tổng thống. Tổ chức nhân quyền Viasna đưa tin lực lượng thực thi pháp luật Belarus đã tiến hành các cuộc truy quét lớn trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 và cho biết các vụ bắt giữ và khám xét này là một phần của chiến dịch đe dọa trước bầu cử. Viasna đưa tin rằng cơ quan an ninh KGB của Belarus đã bắt giữ hàng chục cá nhân tại thủ đô Minsk, tại các trung tâm tỉnh Homian và Mahiliu, cũng như các thành phố khu vực trên khắp cả nước, với lý do điều tra một âm mưu giành chính quyền bị cáo buộc. Những người bảo vệ nhân quyền biết rằng các vụ bắt giữ đang diễn ra trên khắp Belarus. Chúng trông giống như một hành động đe dọa được lên kế hoạch trước cuộc bầu cử, Viasna cho biết trên kênh Telegram chính thức của mình. Theo bộ phận di tản của Baiso, một sáng kiến lưu vong giúp đỡ những người Belarus bị đàn áp, cho đến nay đã có ít nhất 80 cá nhân trở thành mục tiêu trong các cuộc đột kích. Theo dữ liệu của chúng tôi, trung tâm cách ly trên phố Orestina đang quá tải, có 16 người trong các phòng giam cho 3 đến 4 người, một đại diện của Baiso nói với hãng tin độc lập Zerkalo. Một số người bị bắt giữ đầu tiên vẫn bị giam giữ, trong khi những người khác được thả sau khi được tuyên bố là nhân chứng trong các vụ án. Bộ luật hình sự quy định mức án tù tối thiểu là 8 năm đối với những người bị kết tội âm mưu chiếm đoạt quyền lực. Lực lượng thực thi pháp luật thường nhắm vào những người trước đây bị giam giữ vì các cáo buộc hành chính có động cơ chính trị. Theo Viasna, con số này vượt quá 36.000 trường hợp. Các trường hợp giam giữ tàn bạo, sử dụng vũ lực vô cớ cũng đã được báo cáo. Cựu Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết ông muốn trao cho Ukraine hỏa tiễn Taurus thay vì tiền. Christian Lindner, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Đức gọi tắt là FDP và cựu Bộ trưởng Tài chính, đã cáo buộc Thủ tướng Olaf Scholz ngăn cản sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho Ukraine sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền. Lindner tuyên bố vào hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 11, tại Berlin rằng FDP không bao giờ do dự khi nói đến việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, Scholz yêu cầu chuyển 3 tỷ euro cho Ukraine. Lindner chỉ ra tình hình tài chính đầy thách thức của Đức và thay vào đó đề xuất cung cấp cho Ukraine thứ mà họ cần nhất để phòng thủ hiệu quả chống lại Nga, cụ thể là hỏa tiễn hành trình Taurus. Thủ tướng Scholz đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này và sau đó thông báo cho Lindner về việc sa thải ông. Lindner nói, khi nói đến Ukraine, một chủ đề được thảo luận công khai, chúng tôi đã đấu tranh dữ dội với nhau. Đối với Đảng Dân Chủ Tự Do, sự ủng hộ dành cho Ukraine chưa bao giờ bị nghi ngờ. Những người khác luôn do dự, Đảng Dân Chủ Tự Do chưa bao giờ như vậy. Hôm qua, Thủ tướng Liên bang đương nhiệm đã đề xuất phân bổ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine, nhưng 3 tỷ euro sẽ không tạo ra sự khác biệt khi xét đến những nguồn lực hiện có.
tôi đã bày tỏ điều này thay mặt cho Đảng Dân Chủ Tự Do trong Ủy ban Liên minh. Nếu chúng ta muốn có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Ukraine, thì không cần thêm 3 tỷ euro nữa mà là hỏa tiễn hành trình Taurus mà họ đã và đang cầu xin. Đức nên quyết định trang bị cho Ukraine hệ thống vũ khí mà người Ukraine cần để bảo vệ tự do của họ, đặc biệt là hệ thống vũ khí Taurus, không có sự sẵn lòng cho việc này. Linner kêu gọi Scholz cung cấp sự rõ ràng chính trị ngay lập tức. Đất nước chúng ta cần một chính phủ không chỉ nắm giữ chức vụ mà còn có thể hành động. Quyết định đúng đắn cho đất nước chúng ta sẽ là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngay lập tức và các cuộc bầu cử mới. Ở một quốc gia dân chủ, không ai nên sợ cử tri. Cựu Bộ trưởng Tài chính tuyên bố tại trụ sở FDP ở Brooklyn. Linner yêu cầu phủ Thủ tướng Liên bang không được biến thành trụ sở chiến dịch tranh cử. Các cuộc bầu cử mới nhanh chóng sau thất bại của chính phủ Scholz không chỉ quan trọng đối với nền dân chủ. Đất nước chúng ta không thể lãng phí thời gian, ông nói. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Đức bắt đầu vào ngày 6 tháng 11, khi Thủ tướng Olaf Scholz quyết định sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner và công bố kế hoạch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ của ông vào tháng Giêng năm 2025. Sau khi Lindner bị sa thải và các bộ trưởng trong Đảng Dân Chủ Tự Do của ông rời đi, nội các của Scholz đã mất đi đa số ghế trong quốc hội. Scholz bày tỏ hy vọng rằng chính phủ thiểu số của ông có thể tiếp tục hoạt động và thông qua các dự luật quan trọng với sự hỗ trợ từ CDU-CSU, một liên minh chính trị dân chủ thiên chúa giáo trung hữu của Liên minh Dân chủ thiên chúa giáo và Liên minh xã hội thiên chúa giáo. Nhà độc tài Lukashenko cho phép 6 ứng cử viên tượng trưng thách thức ông trong cuộc bỏ phiếu. Belarus kết thúc ghi danh bầu cử tổng thống năm 2025, cho phép 6 ứng cử viên tượng trưng thách thức nhà độc tài Alexander Lukashenko trong cuộc bỏ phiếu. 6 ứng cử viên này được người Belarus gọi là những nhà đối lập cuội. Thực chất, họ là tay sai của nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko. Ủy ban bầu cử Trung ương Belarus, gọi tắt là CEC, đã hoàn tất việc ghi danh những người được phép tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng Giêng năm 2025. Ủy ban do chế độ kiểm soát đã cho phép 6 ứng cử viên thân thiện bắt đầu thu thập chữ ký để chạy đua với nhà độc tài Alexander Lukashenko của đất nước này. Lukashenko đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 7 liên tiếp tại vị sau hơn 4 năm đàn áp tàn bạo đối với xã hội dân sự, xóa sổ 1.700 tổ chức phi lợi nhuận, cấm tất cả trừ 4 đảng trung thành và bỏ tù những đối thủ chính trị chính của Lukashenko cùng với khoảng 1.300 người hiện được coi là tù nhân chính trị. CEE đã ghi danh nhóm đề cử của Anna Kanapaskaya, một ứng cử viên tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, Siahei Bobrikov, chủ tịch liên đoàn cán bộ Belarus, và Siahei Sirankou, lãnh đạo đảng Cộng sản Belarus. Các sáng kiến đã được ghi danh trước đó là của Lukashenko và ba người trung thành khác, Alex Haidukevich, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, ủng hộ Lukashenko, Alexander Hisniak, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và cựu phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Olga Shomodanova. Lukashenko cho biết ông coi việc đề cử những người ủng hộ ông là do mong muốn bảo vệ ông. Tôi chắc chắn họ chỉ muốn bảo vệ tôi ở đây để giữ tôi an toàn, không hơn, không kém. Vâng, tôi muốn như vậy, Lukashenko nói với một kênh truyền hình nhà nước. Nhà phân tích chính trị của AFIRL Valer Kabalevich đã viết rằng việc đề cử một số ứng cử viên ngoài Lukashenko được thiết kế để tạo ra ảo tưởng rằng chiến dịch hiện tại không khác gì những chiến dịch trước đó. Belarus chưa từng có cuộc bầu cử tự do hay công bằng nào kể từ khi Lukashenko lên nắm quyền vào năm 1994. Trong các cuộc biểu tình quần chúng năm 2020, chế độ Belarus đã dựa rất nhiều vào hỗ trợ của Nga để dập tắt tình trạng bất ổn trong nước. Trong khi đó, các nhà quan sát bầu cử độc lập cho biết họ sẽ cố gắng theo dõi việc tiến hành cuộc bầu cử từ xa.
Ủy ban Helsinki của Belarus và Trung tâm Nhân quyền Viasna đã thành lập chiến dịch những nhà hoạt động vì nhân quyền cho bầu cử tự do để theo dõi các cuộc bầu cử thông qua các nguồn công khai khi không thể quan sát độc lập tại chỗ. Việc tiến hành một chiến dịch bầu cử tự do và công khai là điều không thể trong tình hình khủng bố chính trị, chiến dịch cho biết trong báo cáo bầu cử đầu tiên. Luật sư của chiến dịch Svetlana Haluniova cho biết, có vẻ như vai trò duy nhất của các ứng cử viên đã ghi danh còn lại là chính thức chứng minh sự hiện diện của một ứng cử viên thay thế trong cuộc bầu cử năm 2025, nhưng không làm lu mờ ứng cử viên chính hoặc thậm chí tạo ra ảo tưởng về sự cạnh tranh. Các nhóm sáng kiến đã ghi danh có thời gian đến ngày 6 tháng 12 để thu thập hơn 100.000 chữ ký cho các ứng cử viên của họ tham gia cuộc đua. Quá trình thu thập chữ ký sẽ diễn ra vào thời điểm mà sự đàn áp vẫn ám ảnh những người đã ký tên cho các ứng cử viên thay thế vào năm 2020. Hãng tin Belset do Ba Lan hậu thuẫn đưa tin, nhân viên tại các cơ quan chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp quân sự và nhà máy đã bị sa thải vì ủng hộ những người đối lập với Lukashenko. Đôi khi đó là một quá trình vô hình đến mức không thể đánh giá được. Pavel Savelka của Viasna nói với Belsat, chúng tôi biết về hiện tượng này, nhưng chúng tôi không thể ước tính quy mô của nó, ông nói. Lãnh đạo phe đối lập lưu vong Svetlana Tsikhanouskaya, người tuyên bố đã đánh bại Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã lên án cuộc bầu cử là bắt chước và phi bầu cử. Văn phòng của bà kêu gọi những người ủng hộ phản đối cuộc bầu cử gian lận bằng cách bỏ phiếu chống lại tất cả. Những tiếng nói khác trong phe đối lập lưu vong đã kêu gọi tẩy chay hoàn toàn hoặc bỏ phiếu hợp nhất cho một trong những ứng cử viên đối lập cuội để làm giảm mất uy tín của Lukashenko. Tuy nhiên, nếu không có số phiếu bầu công bằng, hiệu quả của cả hai chiến lược sẽ khó chứng minh. Nhà phân tích chính trị Asim Sraipman cho biết. Bác sĩ nhi khoa sinh ra ở Lviv, sống tại Nga, có thể phải đối mặt với án tù 6 năm sau khi chỉ trích chiến tranh. Chính quyền Nga đang đề nghị mức án 6 năm tù đối với bác sĩ Nadezhda Buyanova, một bác sĩ nhi khoa đến từ Lviv, Ukraine, bị cáo buộc chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine trong một cuộc trao đổi với bệnh nhân đến khám. Vụ án bắt đầu khi Anastasia Akinshina, vợ cũ của một người lính mất tích ở Ukraine, cáo buộc Buyanova gọi Nga là kẻ xâm lược và coi chồng cũ của cô là mục tiêu hợp pháp. Buyanova, người phủ nhận những cáo buộc này, ban đầu được thả với một số hạn chế, nhưng sau đó bị giam giữ trước khi xét xử vì cáo buộc không tuân thủ. Bà bị buộc tội phát tán thông tin giả về quân đội Nga. Tôi không phải là chính trị gia, tôi chỉ là một bác sĩ, Buyanova nói trước tòa, khẳng định mình vô tội. Cuộc đàn áp bất đồng chính kiến của Putin kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine đã khiến hàng ngàn công dân của ông bị bắt giữ và nhiều người bị bỏ tù. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, vào năm 2023, ít nhất 21.000 người đã trở thành mục tiêu của luật đàn áp các nhà hoạt động phản chiến của Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.